Covid thì dường như những cái hoàn cảnh nó bi đát hơn. Năm ngoái Trâm ngồi với anh Thành á, thì cũng đã thấy có những cái trường hợp nó khó khăn rồi, nhưng mà năm nay còn có những trường hợp nó tang thương hơn, có những gia đình không còn cha mẹ và những đứa con phải tự gồng gánh với nhau. Trước khi làm giám khảo chính cho chương trình này thì Ngọc Sơn cũng đã ngồi xem và cũng đã rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn, vượt khó. Thực sự Ngọc Sơn rất là nể, cực kỳ nể luôn. Con ước mơ là được đi học để được nuôi mẹ con. Cần học phải cần học, cách nào cũng phải học. Cô giúp chừng nào kiệt sức thôi à. Tất cả những câu chuyện mà chương trình mang đến đều là những câu chuyện thật, những con người thật, những cái hoàn cảnh thật. Và hầu hết những câu chuyện đó là những câu chuyện đáng thương, những hoàn cảnh cần phải được giúp đỡ. Cho nên Ngọc Sơn sẽ hòa nhập vào cùng chung cảm giác với đại gia đình đang xem chương trình đây. Làm sao để tiếp nguồn năng lượng cho những hoàn cảnh khó khăn đó, lan tỏa tình yêu đến với mọi người, không những ở Việt Nam mà cộng đồng trên toàn thế giới. Anh Sơn là một người cực kỳ là nhiều cảm xúc. Trâm cũng đã một người dễ xúc động rồi, mà có những cái trường hợp mình cũng chưa kịp rơi nước mắt, quay qua là ổng đã tốn hết một bịch khăn giấy rồi đó. Những vị khách mời hay là những giám khảo đến với Hát Bữa Ước Mơ đều là những người có những trái tim nhân ái, và Trâm tin chắc rằng ngoài kia còn có rất là nhiều trái tim nhân ái muốn đồng hành cùng chúng tôi và đồng hành cùng Hát Bữa Ước Mơ. Nhưng cũng mong rằng cái cảm xúc đó nó không phải chỉ có trong phim trường mà nó còn lan tỏa rộng ra hơn nữa, nó xuyên qua cái màn hình TV, nó chạm được vào trái tim của khán giả luôn à. Hãy cùng Hát Mãi Ước Mơ, cùng chung tay để chúng ta làm được những điều thật tốt đẹp cho cuộc đời nhé. Những mến thương ơi, hãy cố lên, cố lên. Ngọc Sơn và đại gia đình khắp nơi luôn luôn lúc nào cũng yêu thương, theo dõi và ủng hộ. Đón xem Hát Mãi Ước Mơ mùa 4 được phát sóng vào lúc 19:30 bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2021.